iPhone, iPad hàng Quảng Châu vào Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các sản phẩm Apple giả này gồm những lô hàng iPhone, iPad được nhập lậu từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Chúng bao gồm tổng cộng hơn 40.000 thiết bị và phụ kiện điện tử được làm giả nhãn mắc Apple. Những thiết bị này đã được nhập khẩu lén lút vào thị trường Mỹ từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 2 năm 2014 bởi Zep Lee, một người đàn ông có quốc tịch Trung Quốc. Để tránh bị hải quan phát hiện, hàng hóa và nhãn mác giả mạo được vận chuyển một cách riêng rẽ, theo Bộ Tư pháp sau khi được nhập khẩu vào thị trường Mỹ, các thiết bị này đã được tiêu thụ ở khắp Hoa Kỳ. Số tiền thu được được chuyển trở lại tài khoản của những kẻ chủ mưu tại Florida và New Jersey. Một phần trong số đó được chuyển sang một kẻ khác ở Ý nhằm nguy trang nguồn tiền. Tổng cộng, có hơn 1,1 triệu đô la Mỹ được chuyển vào các tài khoản mà Jeff Lee kiểm soát ở nước ngoài. Dù mang quốc tịch Trung Quốc, Jeff Lee hiện sống ở Mỹ bằng visa sinh viên. Sau khi bị bắt, người đàn ông này đã nhận tội tại tòa án New Jersey vì hành vi buôn lậu các sản phẩm giả vào thị trường Mỹ. Đường dây của Zeppeli và công ty Dream Digital còn có sự tham gia của Andreina Becerra, Roberto Volper và Rosario Lamarca. Trong khi Becerra bị quản chế 3 năm, Volper nhận 22 tháng tù giam thì Zeppeli và Lamarca cùng phải gánh chịu mức án 37 tháng tù.